Ok Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 10. Như thường lệ thì ngày kết phiên ngày thứ 6 cuối tuần thì Hùng Lê cùng với tất cả quý anh chị cộng đồng nhà đầu tư chúng ta sẽ ngồi để phân tích lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như sẽ có một vài cái góc nhìn tình hình xu thế chung trong thị trường của tuần tới. Thì bản tin video ngày hôm nay nó sẽ hơi muộn một tí bởi vì nói thật với lại cộng đồng nhà đầu tư nếu đúng ra thì giờ này chỉ muốn ngủ thôi bởi vì uống rượu giờ cũng hơi tê tê rồi nên là trong cái bản tin này thì nó cũng chắc là nó cũng hơi phiêu một tí thì có gì thì cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng thông cảm một tí bởi vì lẽ ra thì Hùng Lê không làm bây giờ cũng là 22 giờ tức là khoảng tầm 10 giờ tối rồi thì cũng cũng khá là muộn nhưng mà vì cái thị trường của chúng ta đang hết sức là nóng và hiện tại thì Hùng đang ở bản Nguyên Lâm Thao Phú Thọ, quê hương Phú Thọ, rượu Phú Thọ rất là ngon và hiện tại giờ thì cũng đã rất là say rồi. Thì trong cái bản tin ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như sẽ có một vài cái góc cạnh nhận định xu thế chung của thị trường trong tuần tới. Thì điều đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng trên kênh của chúng ta sẽ có hai kênh để tương tác với cộng đồng nhà đầu tư. Đấy là trên fanpage Facebook thì chúng ta có một cái group đấy là chứng khoán gạch gạch ngang 100 ông chơi có 5 chiếc 9. Còn ở trên kênh YouTube thì cũng hoàn toàn tương tự như thế. Thì vào mỗi thứ sáu hàng tuần thì Hùng Lê cũng như cùng cộng sự trong team cùng với anh em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta sẽ cùng ngồi lại để cùng phân tích và nhìn nhận xu thế thị trường trong tuần qua. Thì trước khi mà vào cái phần chính của bản điểm tin ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ có một vài cái ý kiến như thế này. Tức là hiện tại thì Hùng Lê thấy là Hùng Lê xin được chào mừng tất cả các thành viên ở trong team của chúng ta. Thì hiện tại là thành viên của chúng ta hiện tại trên fanpage Facebook là chúng ta đang có 518 thành viên. 518 thành viên và cái quá trình mà kiểm duyệt thành viên ở trong nhóm thì Hùng Lê đã đề cập đến rất nhiều các bản tin ở đằng trước. Thì cái tiêu chí của chúng ta là gì? Cộng đồng đầu tư của chúng ta là gì? Chúng ta phải có một cái tiêu chí chung. Và khi Hùng Lê thành lập nên fanpage chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9 thì cái tiêu đề và cái gọi là cái xuyên suốt cả một quá trình của chúng ta đấy là một nơi để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm. Cũng như là một cái nơi để cung cấp phân tích tổng quan thị trường, phân tích các cái mã chứng khoán ở trên thị trường chứng khoán. Vậy thì các anh chị phải hiểu được rằng là cái tiêu chí của mình là mình làm cái gì, đúng không ạ? Vậy thì trước khi mà các anh chị Hùng Lê lưu ý lại một lần nữa là trước khi các anh chị tham gia nhóm thì các anh chị phải biết là các anh chị vào nhóm để chúng ta làm cái gì. Bởi vì có rất nhiều các cái nick vào đây để quảng cáo thì những nick đã quảng cáo thì vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được fanpage này. Bởi vì Hùng Lê sẽ block nick và delete toàn bộ cái dữ liệu của các anh chị. Thì rất cảm ơn bạn Vĩnh Trần, bạn Hoàng Tiến và bạn Ngọc Cường Nguyễn, vâng, bạn Minh Đặng. Hùng Lê biết là các anh chị là những người mới tham gia thị trường chứng khoán cũng như là các anh chị vào team thì các anh chị có những cái lời chào nhưng mà Hùng Lê xin phép được như này, tức là những cái statut, tức là những cái statut của chúng ta nó sẽ mang một cái thông điệp, mà thông điệp ở đây đấy là kiến thức, đấy là tất cả những cái dữ liệu về thị trường chứng khoán cũng như các anh chị phân tích. Chứ Hùng Lê không, tức là ở chỗ này chúng ta không phải là một cái diễn đàn để chúng ta tâm sự hay là một cái diễn đàn để chúng ta bày tỏ những cảm xúc. Ví dụ như chào anh Vĩnh Trần, xin lỗi là hôm nay Hùng sẽ nói rất rõ về điều này và kể từ video trở về sau thì tất cả những cái mà sai lệch như thế này thì Hùng Lê sẽ xóa chứ Hùng Lê không có thông báo nữa, thì các anh chị cũng hết sức thông cảm. Tức là Vĩnh Trần có một cái sơ tát tốt, điều gì đang xảy ra vậy? Vậy thì khi bạn viết như thế thì cộng đồng nhà đầu tư sẽ hiểu cái gì, đúng không? Đây không phải là một chỗ để chúng ta tâm sự, đúng không? Chúng ta không, và ví dụ như điều gì đang xảy ra vậy có nên chăng thì Hùng Lê sẽ đồng ý như này. Tức là hàng tuần thì Hùng Lê sẽ có một cái bản điểm tin đấy, một cái bản điểm tin hàng tuần thì các anh chị có thể comment ở đằng dưới này đấy, ví dụ như là các bạn có thể hỏi hoặc các bạn có thể bày tỏ cảm xúc đấy, và có thể chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm của mình ở đây đấy.
Đấy, ví dụ như bạn Minh Lê đấy, bạn ấy khi mà Hùng Lê đề cập đến cổ phiếu TCM chẳng hạn thì bạn ấy có ngay một cái công văn đấy liên quan đến cổ phiếu này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm như thế này, và đấy các anh chị có thể comment ở dưới này, chứ chúng ta không không comment lên trên dòng thời gian, lên trên dòng thời gian. Đấy, ok, các bạn vừa mới học tập hay các bạn vừa mới cái gì đấy thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ comment ở dưới các cái bản tin hàng tuần. Đấy, chứ còn tất cả những cái status như này thì Hùng Lê xin phép sẽ xóa. Còn đối với những status này thì Hùng Lê sẽ không block nick. Hùng Lê sẽ không block. Nhưng những cái status và những cái nick đại loại như này. Đây, Hùng Lê có một bạn Ngọc Hà, xin lỗi bạn Ngọc Hà là ở đây không không dành cho quảng cáo. Xin lỗi bạn Ngọc Hà. Thì ngay lập tức những cái nick như này vĩnh viễn sẽ không bao giờ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên diễn đàn của chúng ta. Thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất Hùng Lê muốn đề cập đến để các anh chị hiện tại đang có 56 anh chị tham gia nhóm. Nhưng Hùng Lê thấy rằng ở trong 56 người thì Hùng Lê đã kiểm duyệt đến thứ 50, còn 6 bạn thì có thể ngày hôm nay Hùng Lê chưa kiểm duyệt. Nhưng trong 50 người đấy thì Hùng Lê thấy có những bạn vào room của mình để làm những mục đích khác. Thì xin mời các bạn là Hùng Lê cũng cảm ơn các bạn và xin cảm ơn các bạn vì các bạn đã quan tâm đến nhóm của Hùng Lê. Nhưng nhóm của Hùng Lê là nhóm để xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh, ngày càng có nhiều kiến thức, nhiều có kinh nghiệm để chúng ta sinh tồn, để chúng ta phát triển được ở trên thị trường. Thì đấy là một cái ý, một cái góc cạnh. Còn trên kênh YouTube hiện tại chúng ta đang có 730 anh chị em đăng ký kênh, thì số lượng view thì hàng tuần thì đạt trung bình khoảng tầm 1.500 lượt view. Thì các anh chị khi xem kênh ở trên YouTube thì các anh chị cũng vui lòng chúng ta đăng ký kênh để mỗi lần Hùng Lê có bản tin video cập nhật thì chúng ta sẽ được cập nhật những cái bản tin sớm nhất của Hùng Lê. Đấy là ý thứ nhất Hùng Lê muốn đề cập ở trong bản tin ngày hôm nay. Ý thứ hai thì Hùng Lê sẽ chia sẻ với tất cả cộng đồng nhà đầu tư chúng ta có một cái ý như thế này, tức là chúng ta sẽ nhìn lại một cái chặng đường 10 năm trên cái quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tức là người ta thường tính một cái năm chẵn, và cũng như thị trường thế giới, để chúng ta cùng định vị lại, cùng nhìn nhận lại cái xu thế chung của thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại nó là như thế nào, nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nó sẽ tổng quan hơn. Thì đây là biểu đồ của Hùng Lê đã tổng hợp ngày hôm nay. Thì đây là biểu đồ chứng khoán của thế giới, cụ thể là chỉ số Dow Jones. Hình ảnh đầu tiên đây là chỉ số Dow Jones. Hùng Lê sẽ lấy mốc từ 2017 và đến thời điểm hiện tại. Biểu đồ thứ hai ở đây, đây là chỉ số Hang Seng, cũng lấy từ mốc 2017 và đến thời điểm hiện tại. Và biểu đồ thứ ba ở đây là chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, của Nhật, thì chúng ta cũng lấy từ mốc 2017. Đây, cái vị trí đầu tiên này là 2017. Và biểu đồ thứ tư chúng ta lấy, đấy là biểu đồ Shanghai của Trung Quốc, thì mốc cũng là tháng 1 năm 2017 và kết thúc là tại thời điểm hiện tại. Biểu đồ thứ năm đấy là biểu đồ của VN Index của chúng ta, cũng từ xuất phát từ mốc 2017 và đến thời điểm hiện tại. Và biểu đồ thứ sáu đấy là của HNX Index, cũng lấy từ mốc tháng 1 2017 và đến thời điểm hiện tại. Thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là trong năm 2017 và năm 2018 là một năm tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán thế giới, thì thị trường của Việt Nam của chúng ta cũng sẽ đồng pha. Các anh chị có thể nhìn thấy có hai cái nét kẻ thẳng của Hùng Lê đây. Thì nét kẻ thẳng này là kết thúc của năm 2017 và nét kẻ thẳng này là kết thúc khoảng tầm tháng 5 của năm 2018. Một đường xanh và một đường đỏ, thì chúng ta thấy rằng là chỉ số chứng khoán của Mỹ và chỉ số chứng khoán châu Á và chỉ số chứng khoán của Việt Nam thì đã có một mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng trong năm 2017 và trong năm 2 và trong khoảng đến, tức là cái vị trí của Hùng kẻ đây là đến đây, cái vị trí xanh đầu tiên đây là kết thúc của năm 2017. Đấy, thì kết thúc của năm 2017 và mở đầu của năm 2018. Thì chỗ này nó khoảng tầm độ rơi vào tháng 4 đến tháng 5. Thì chúng ta thấy rằng là tại đến cái thời điểm mà khi thị trường chứng khoán của Việt Nam rơi, đây các anh chị có thể thấy, đây là khi mà thị trường của chứng khoán Việt Nam rơi, thì thị trường chứng khoán của Trung Quốc, đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy, thị trường chứng khoán của Trung Quốc, của chúng ta, của Trung Quốc cũng đang có một nhịp rơi rất là mạnh,
duy nhất chỉ có thị trường chứng khoán Mỹ là tiếp tục đi lên, và hiện tại thì thị trường chứng khoán Mỹ của chúng ta đang có những cái thời khắc mà nó đang phá vỡ một kênh xu thế tăng dài hạn. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng giảm, đúng không ạ? Cũng giảm từ cái đường đỏ đây, các anh chị có thể đấy, cũng giảm từ đường đỏ. Và chỉ số Nikkei thì xen lẫn là những nhịp tăng giảm, nhưng mà đến tại thời điểm này thì Nikkei cũng đang rơi rất là mạnh. Thì như thế các anh chị có thể lấy thêm các cái biểu đồ chứng khoán của các nước châu Á khác hoặc ở Đông Nam Á để chúng ta có một cái sự đồng pha, chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ định vị lại cái xu thế chung của thị trường của chứng khoán của chúng ta. Có nhiều anh chị bảo rằng là không, sẽ thị trường của chúng ta sẽ bật lại, nhưng các anh chị hãy đặt cái thị trường chứng khoán của Việt Nam trong bối cảnh hiện tại, trong bối cảnh thế giới, trong bối cảnh của nền kinh tế thế giới và trong bối cảnh của chứng khoán chung của toàn cầu, thì chúng ta thấy rằng là chứng khoán toàn cầu đang có những dấu hiệu cực kỳ bất ổn. Và khi mà chứng khoán toàn cầu bất ổn thì không dễ gì một mình thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta sẽ đi lên một cách mạnh mẽ được. Thì đấy là cái ý thứ hai Hùng Lê muốn đề cập đến ở trong cái bản tin video số 32 ngày hôm nay. Và tí nữa khi mà Hùng Lê đi phân tích sâu về thị trường chứng khoán, về chỉ số VN Index và HNX Index, thì Hùng Lê sẽ nói kỹ hơn đến cái xu thế chung của thị trường hiện tại. Và một cái ý thứ ba Hùng Lê muốn đề cập ở trong bản tin video ngày hôm nay thì Hùng Lê thấy như thế này. Hiện tại thì Hùng Lê đang, đây là cái bản tin video số 32, thì đây là tựa đề của video số 32. Hết quý 1 năm 2019, ACB không về vùng giá 4X, Hùng Lê có nên về quê để chăn bò hay không? Thì đấy là tựa đề của video số 32. Thì nói đến đây thì các anh chị sẽ tự hỏi là tại sao lại Hùng Lê lại đưa ra cái vấn đề này ở trong bản tin này. Thì có một câu chuyện như này. Khi mà bản tin số video số 31 Hùng Lê có phân tích, thì Hùng Lê có, tí nữa thì Hùng Lê sẽ lít lại toàn bộ cái dòng thời gian, Hùng Lê có thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đón nhận một cái kết quả kinh doanh của quý 3 cực kỳ tốt và cực kỳ khả quan. Và khi kết quả kinh doanh quý 3 ra thì không những thị trường của chúng ta không giữ được nhịp mà thị trường của chúng ta đã rơi rất mạnh. Mặc dù các công ty, các doanh nghiệp của chúng ta đang tốt, nhưng thị trường của chúng ta rơi rất là thảm hại. Vậy thì bây giờ thước đo nào để đo cái giá trị, cái định giá cổ phiếu của chúng ta, cái thước đo nào để cung cấp cho nhà đầu tư để chúng ta có thể định lượng được, tiên lượng được cái định giá của giá trị doanh nghiệp, thì đến tại thời điểm này thì Hùng Lê thấy là Hùng Lê chưa có câu trả lời. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có thể thấy rằng là Hùng Lê sẽ bật lại cái cổ phiếu ACB. Các anh chị có thể xem lại kết quả kinh doanh quý 3 của ACB, nếu so với cùng kỳ thì đâu đó sẽ vượt khoảng 140%, và về lợi nhuận sau thuế và cùng kỳ 9 tháng thì đâu đó gấp 2,5 lần so với cùng kỳ của năm 2017, đúng không ạ? Một doanh nghiệp cực kỳ tốt, đúng không ạ? Đang tốt lên. Tất nhiên là gì, nợ xấu, các anh chị đối với dòng cái nào thì chúng ta phải xem thêm nợ xấu song trùng với sự tăng trưởng của lợi nhuận thì nợ xấu chắc chắn sẽ tăng lên đấy, và chúng ta sẽ song hành hai cái yếu tố đấy, thì thường nó thường song hành với nhau. Và khi kết quả kinh doanh quý 3 của ACB được ra thì rõ ràng là ACB đã rơi một cách từ vùng giá 33 đến vùng giá 20-28, và thậm chí là trong tuần có những lúc ACB đã đẩy về vùng giá 27.5, và sắp sửa với một cái đà rơi như thế này thì Hùng Lê tiên lượng được là ACB khả năng là sẽ về đến vùng giá 25x, và thậm chí là còn thủng 25x và sẽ về ở nền giá 20, tức là nên về lại nơi tình yêu bắt đầu. Thế thì rõ ràng một điều là, vậy thì một doanh nghiệp tốt mà giá cổ phiếu lại liên tục rơi và rơi một cách thảm hại, vậy thì thước đo nào để định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam? Nó là đội nhóm, nó là đội lái, hay nó là tạo lập, hay nó là cái gì? Thì đến thời điểm hiện tại Hùng Lê cũng thấy là có một cái gì đấy nó đang, có vẻ nó đang sai sai ở đây. Và nếu như cộng đồng nhà đầu tư, nếu như quý anh chị xem xong video này, nếu mà có được câu trả lời thì xin vui lòng các anh chị có thể comment ở dưới các bản tin video để chúng ta chia sẻ cho cộng đồng nhà đầu tư được định lượng, được biết là bây giờ chúng ta phải làm gì, và chúng ta với thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta hiện tại thì cái thước đo nào sẽ là cái thước đo để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có một cái cách nhìn, có một cái cách view tổng quan nhất về cổ phiếu cũng như về xu thế chung của thị trường.
Và rõ ràng là các anh chị đến đây thì các anh chị cũng sẽ hỏi là tại sao Hùng Lê lại đưa ra một cái vấn đề như thế này. Thì rõ ràng là nếu như chúng ta không có được một cái câu trả lời thích đáng, nếu chúng ta không có được một cái phương pháp để chúng ta định giá, định lượng lại giá trị doanh nghiệp ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì có lẽ là tất cả những người như Hùng Lê hoặc tất cả những cộng đồng nhà đầu tư thì có lẽ là chúng ta sẽ làm một việc khác. Hùng Lê thì chọn chăn bò. Tại sao chăn bò? Bởi vì thực ra chăn bò không có nghĩa là mình bỏ cuộc, mà khi mình làm một cái việc khác, mình sẽ có được một cái quãng thời gian tĩnh để mình suy ngẫm lại, để mình suy ngẫm lại vấn đề và suy xét lại vấn đề, và biết đâu được mình lại tìm ra được một chân lý nào đấy hay, và sau đó thì chúng ta lại quay lại thị trường để chúng ta cùng chia sẻ những kiến thức cùng với cộng đồng nhà đầu tư. Thì đấy là cái ý thứ ba Hùng Lê muốn đề cập đến ở trong cái bản tin ngày hôm nay. Và thêm một cái ý thứ tư về câu chuyện vui thôi, bởi vì bây giờ thị trường của chúng ta thì nói thật là tí nữa thì đến câu chuyện thứ năm thì Hùng Lê sẽ list lại thị trường. Câu chuyện vui thì rất vui, mặc dù thị trường của chứng khoán của chúng ta đã có một tuần giảm điểm rất là mạnh, tuy nhiên là Hùng Lê cũng nhận được rất nhiều những tình cảm, rất nhiều những tình cảm và rất nhiều những cái chia sẻ động viên của cộng đồng nhà đầu tư suốt từ Bắc đến Nam, và Hùng Lê có thêm được rất nhiều các khách hàng mới, các anh chị mới, và các anh chị cũng về để đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Thì nhân tiện đây thì một câu chuyện vui thôi, nhưng mà bởi vì hôm nay Hùng đang ngồi ở bản Nguyên Lâm Thao Phú Thọ, thì có một bạn bạn Thu Huyền, bạn ấy cũng quê ở Phú Thọ, nhưng bạn ấy có hỏi là thế anh là người Phú Thọ à, thì bây giờ cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà qua câu chuyện này thì bạn Thu Huyền thì bạn cũng là một bạn cũng đã đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và hiện tại thì bạn Huyền cũng đã về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Thì cũng một câu chuyện vui thôi. Nhân tiện đây có một cô em mới rất là xinh xắn đây, rất là xinh. Hiện tại thì cũng chưa có người yêu, thì qua video bản tin số 32 này gửi gắm đến cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị, à nhầm, xin lỗi, rất xin lỗi, nói thừa mất một từ. Các anh nào mà chưa có người yêu mà đang cô đơn thì vui lòng inbox cho Hùng Lê, và chắc chắn phải là khách hàng Hùng Lê thì Hùng Lê mới có thể cung cấp được những cái thông tin về Facebook hay là số điện thoại vân vân và vân vân. Thì cái này là nó cũng hơi bí mật, nhưng mà cũng có một cô bé mới cùng đồng hành về team của Hùng Lê rất là xinh xắn và đáng yêu. Thì đấy là câu chuyện vui thôi. Thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã trên trên ba cái kênh hiện tại đang tương tác với Hùng Lê, đấy là trên Zalo, trên Skype và trên Facebook. Thì hiện tại thì Hùng chưa thể đồng nhất được ba cái nhóm này, nhưng mà sau đó thì Hùng Lê sẽ đồng nhất hết tất cả ba nhóm này về một group, về một cái trang duy nhất và một cái tương tác duy nhất, đấy là qua Zalo. Thì như thế nó sẽ tiện, bởi vì là rõ ràng bây giờ các anh chị sử dụng điện thoại thông minh rất là nhiều, và gần như mỗi một cái số điện thoại thì chúng ta sẽ có một cái địa chỉ Facebook, một cái địa chỉ Zalo. Thì như thế cũng sẽ rất là tiện, và kết nối mạng thì thường xuyên, và như thế thì chúng ta trao đổi thông tin sẽ cực kỳ là ok. Thì bạn nào mà muốn muốn kết bạn hay là muốn có thông tin thì của bạn Thu Huyền thì alo ngay Trùng Lê sau khi kết thúc bản tin video này. Và phần chính ở trong bản tin ngày hôm nay đấy là chúng ta sẽ phân tích lại thị trường của chúng ta. Thế thì trước khi mà phân tích lại thì Hùng Lê sẽ điểm lại một cái chiều dài một tí, một cái chiều dài về về quá trình của Hùng Lê. Thì ngày bản tin video số 28 phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam từ tuần ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 2018, thì Hùng Lê tựa đề của bản video là Hùng Lê có mở ngoặc ở trong đấy là thận trọng là không thừa. Thì ngay từ ngày đầu của tháng 10 thì Hùng Lê đã nhận thấy, ngay từ đầu tháng 10 của tháng 10 thì Hùng Lê đã nhận thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đang có những dấu hiệu hết sức là nguy hiểm. Thì khi đó Hùng có cảnh báo ở trên bản tin video số 28, thì Hùng Lê có cảnh báo với các anh chị là chúng ta
Chúng ta giao dịch hết sức là thận trọng. Đây, trên tường của Facebook thì Hùng Lê sẽ mở lại bản tin, trong cái bản tin video số 28 để chúng ta cùng lít lại một tí trên dòng thời gian. Đây, trên dòng thời gian thì Hùng Lê đã đánh giá, tức là trong bản tin video số 28 thì là đã cảnh báo cho anh chị nhà đầu tư là chúng ta phải hết sức là thận trọng. Và khi mà trong cái trạng thái này thì trước đó thì Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị là đẩy tỷ trọng cổ phiếu trên tiền mặt, tức là bản tin video số 27 thì là tỷ lệ cổ phiếu tiền mặt trên cổ phiếu là 20 trên 80. Đấy, và đến bản tin video số đây là ngày, tức là kết thúc tháng 9 và đầu tháng 10 đây. Đây là Hùng có up cái bản tin video số 28 lên, thì Hùng Lê đã cảnh báo cho các anh chị là thận trọng là không thừa. Và tại bản tin này thì Hùng Lê đã khuyến nghị là để giữ cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu là về 50 trên 50. Và đến bản tin video số 29, tức là ngày Hùng khi đó Hùng Lê sẽ phân tích bản điểm tin tình hình từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 10. Thì khi đó thì Hùng Lê đã cảnh báo cho các anh chị là khuyến nghị canh các nhịp hồi của thị trường để tiếp tục hạ thị trọng cổ phiếu, bởi vì Hùng Lê thấy rằng thị trường của chúng ta đang bị suy yếu và càng ngày càng xấu đi. Và khi đó thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 80 trên 20. Và đến bản tin video số 30, đây bản tin video số 30 thì Hùng Lê tiếp tục phân tích định hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10. Đến ngày 19 tháng 10 thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị là các cái điểm mua thì chúng ta cũng sẽ nên 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 mua ở cái vị thế là đã có sẵn ở trong cổ phiếu, và cái tỷ lệ nâng cái tỷ lệ từ tiền mặt trên cổ phiếu từ 80 trên 20 thì chúng ta lại nâng tiếp lại lên vùng 50, là tỷ lệ là 50 trên 50, bởi vì khi đó Hùng Lê thấy một số các tín hiệu hồi của thị trường. Thì đấy là bản tin video số số 30. Đúng không ạ? Bản tin video số 30. Và đến đến bản tin video số đến bản tin video số 31. Hùng Lê tiếp tục phân tích, đây bản tin video phân tích tiếp tục phân tích thị trường của chúng ta trong tuần từ ngày 22 tháng 10, 2 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10. Thì cái tỷ trọng Hùng Lê vẫn khuyến nghị với các anh chị đấy là mà tỷ trọng là vẫn là 50-50. Tuần này thì bản tin này thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị là tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu vẫn vẫn là 50 trên 50. Và đây tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu vẫn là 50-50, tiếp tục giữ những cổ phiếu mạnh và tín hiệu tốt, còn nên mua những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản để đánh T cộng nếu trường hợp thị trường xảy ra những diễn biến khó lường. Và trong bản tin video số 31 thì Hùng Lê có đánh giá kịch bản thị trường tăng giá là khoảng tầm 80% và giảm giá 20% dành cho kịch bản là thị trường sẽ test lại về vùng 930 đến 935 để tích lũy lại. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta không những là không tăng giá, không những là test một cách thủng, vâng, đấy, nếu Hùng để ở trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta không những là test về 930 mà xin lỗi quý anh chị là có lúc là về đến tận 885, 886 điểm ở trong tuần. Thì như thế là gì? Nó phá vỡ hoàn toàn tất cả các kịch bản của chúng ta. Và như tất cả những bản tin video Hùng Lê có đề cập đến thì chúng ta không quan trọng, tức là đúng hay sai, điều đấy nó không quan trọng. Quan trọng là gì? Khi đúng thì chúng ta hành động như thế nào, và khi sai thì chúng ta hành động như thế nào. Và vì thị trường của chúng ta đã có một cái ngưỡng phá vỡ, những cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh. Ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh thì vì là trong buổi ngày thứ tư, trong thứ tư tuần vừa rồi thì Hùng Lê không không thể làm kịp bản tin để gửi đến cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì lúc đấy là 22 giờ 22 phút ngày thứ tư tuần vừa rồi, tức là khi đấy là ngày mùng khi đó là ngày đây bản tin này ngày 24, tức là tối ngày 24 thì Hùng Lê đã vì không làm được bản tin nên Hùng Lê đã
đăng ở trên status của fanpage Facebook, đấy là chứng khoán gạch năm gạch ngang 100 ông chơi có năm chết chín, thì hiện có cảnh báo cho tất cả các anh chị ở một số các cái yếu tố như sau. Thì ngày 24 thì chính thức là mốc 930 bị thủng và lực cầu bắt đáy yếu ớt, phiên ATC bị đẩy rất mạnh và điều này dẫn đến xu thế thị trường sẽ xấu dần lên trong thời gian tới. Và tại thời điểm Hùng đăng bản tin này thì Dow Jones đang mất 225 điểm và S&P mất 30 điểm, và nếu thị trường không hồi thì đây sẽ là một cái tín hiệu xấu cho phiên ngày mai. Và ý thứ ba Hùng Lê có đề cập đến là hiện tại các mã cổ phiếu trụ blue chip gãy nền một cách trầm trọng và đánh giá tiếp tục sẽ giảm giá, và dòng P suy giảm, dòng bất động sản điều chỉnh và sự yếu kém của dòng ngân hàng thì sẽ dẫn đến thị trường của chúng ta ngày càng xấu đi. Và trên nền tảng phân tích kỹ thuật thì VN Index gãy nền 930, chỉ số MAC phân kỳ âm và đường tín hiệu thì nằm dưới đường 0 RSI đi xuống, và có sự phân kỳ mạnh của đường ADX dẫn đến tín hiệu đang rất là xấu. Một ý tiếp theo, thị trường ngày mai nếu không công lại được vùng 930 thì thị trường sẽ chuyển sang hỗ trợ vùng 885, và nếu vùng 885 bị thủng thì thị trường của chúng ta sẽ về đến ngưỡng 800 đến 820. Như vậy thị trường của chúng ta sẽ mất 40 điểm từ vùng 930 mà rơi về vùng 885, thì đấy là một con số mà các anh chị chúng ta đáng phải lưu tâm. Và trong bản tin lúc 10 giờ tối 22 giờ 30 phút ngày 24 thì Hùng Lê có khuyến nghị là Hùng Lê thay đổi lại kịch bản của thị trường. Và nếu phiên ngày mai không hồi lên được 930 thì các anh chị cần hành động quyết liệt để đưa tỷ trọng cổ phiếu tiền mặt từ 50 trên 50 trong bản tin video số 31 thành tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 90 trên 10 hoặc là full tiền mặt. Và chúng ta không cần biết lý do tại sao và lỗ lãi như thế nào, chúng ta không cần biết. Bởi vì quan điểm của Hùng Lê như thế này, có 3 ý thì tí nữa kết cái video này thì Hùng Lê sẽ nói. Nhưng mà chúng ta còn tiền, tức là chúng ta sẽ còn những trận đánh mới, và chúng ta còn cơ hội mới, chúng ta còn cơ hội để làm lại. Nhưng khi chúng ta hết tiền, chúng ta hết vốn, chúng ta cố thủ. Và xin thưa với các anh chị là không một ai có thể cố thủ được với thị trường đâu. Cam đoan với các anh chị, đến lúc mà các anh chị cố thủ, đến lúc mà cái phần trăm lỗ nó lên đến 30, 40, 50% thì cái trạng thái thần kinh của quý anh chị cực kỳ nặng. Về nhà thì cáu gắt với vợ con, đúng không? Ra đường thì cáu gắt với bạn bè, đến công ty thì thẫn thờ chờ trời sáng. Và sau khi Hùng Lê đăng tải ở đây thì một số các anh chị bảo là chúng ta sẽ chờ và chúng ta sẽ chờ. Nhưng xin thưa với quý anh chị là 100% nhà đầu tư chúng ta cố thủ và chúng ta chờ, nhưng chúng ta sẽ không thể chờ được đến lúc bình minh sáng. Và chúng ta sẽ chết trước khi mà ánh mặt trời xuất hiện. Chúng ta sẽ chết trước khi mà bình minh quay trở lại. Thì đấy là một cái điều mà Hùng Lê thấy cực kỳ nguy hiểm, và cực kỳ là các nhà đầu tư của chúng ta phân tích cực giỏi, phân tích kỹ thuật cực giỏi, rồi tất cả mọi thứ cực giỏi, nhưng có một thứ không làm được, đấy là quản trị danh mục rủi ro, quản trị tài khoản. Và chúng ta luôn sống ở trong một cái trạng thái là luyến tiếc, ở lỗ như thế rồi thì làm sao mới. Đây là chính vì khi chúng ta chỉ mới lỗ 5-7% chúng ta không xử lý, để đến phó mặc. Và Hùng Lê để ý rằng là rất nhiều những tài khoản của chúng ta khi bị lỗ thì gần như các anh chị buông xuôi, các anh chị không cần ngó ngang đến nó, không cần biết là bây giờ nó đi đâu về đâu, và các anh chị phó mặc cho nó. Và các anh chị nghĩ rằng là chúng ta sẽ chờ, bây giờ đang tối chúng ta sẽ chờ ngày sáng. Nhưng xin thưa với quý anh chị, chúng ta sẽ chết trước khi mà bình minh lên, trước khi mà mặt trời mọc thì gần như chúng ta không còn sự sống. Thì đấy là một cái mà cực kỳ rất là nguy hiểm. Còn khi thị trường lên thì các anh chị suốt ngày mở ra xem, đúng không? Mở ra xem là hôm nay lãi bao nhiêu, ở cái mã của mình đang như thế nào. Tức là khi thị trường lên các anh chị chăm sóc tài khoản mình, chăm sóc hơn cả người yêu. Nhưng mà khi thị trường xuống thì vẫn là cái đấy, vẫn là tiền của mình, vẫn là tài khoản của mình. Thì các anh chị lại hờ hững với nó, các anh chị lại không cần quan tâm đến nó, và các anh chị không xử lý. Thì như thế là một điều hết sức là nguy hiểm. Và rõ ràng một điều là khi mà thị trường xuống thì chúng ta cần phải hành động và nương theo cái xu thế của thị trường. Chúng ta không thể chống lại thị trường. Đấy, thì như thế là xuyên suốt lại cả một cái bản tin quá trình đầu tư của Hùng Lê. Từ bắt đầu từ đầu tháng 10 thì Hùng Lê đã theo đều đặn là cứ mỗi thứ sáu hàng tuần thì Hùng Lê sẽ làm những cái bản tin phân tích để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư chúng ta có thêm những cái thông tin và có thêm những cái phân tích hiện tại. Và chúng ta thấy rằng là
trong phiên ngày hôm nay đúng không ạ? Sau cái bản tin, tức là quý anh chị có thêm 2 ngày, ngày thứ 5 và ngày thứ 6 để các anh chị xử lý tài khoản của mình. Và ngày thứ 5 thì đầu phiên thị trường đã xuống rất mạnh, nhưng cuối phiên thị trường có một cây nến rút chân, thì mọi người lại kỳ vọng rằng là rút chân như này tốt rồi, chúng ta lại chờ đợi chúng ta mua. Và đến phiên ngày hôm nay, phiên ngày thứ 6, đầu phiên thị trường tăng 7 điểm và kết phiên thị trường lại mất 9 điểm, và cam đoan với các anh chị rằng tài khoản của các anh chị lại tiếp tục lõm, lại tiếp tục lỗ. Và chúng ta cứ hy vọng. Và đến tại thời điểm này, Hùng Lê đang làm bản tin video số 32, lúc này đang là 22:36, cũng khá là muộn. Chỉ số chứng khoán Mỹ, các anh chị chờ Hùng Lê một tí, Hùng Lê sẽ xem hiện tại là Dow Jones đang xanh hay là đang đỏ, để xem là phiên thứ hai thì thị trường của Việt Nam nó sẽ như thế nào. Đấy, hiện tại thị trường chứng khoán Mỹ lại chìm trong biển máu, hiện tại đang mất là 323 điểm, tương đương với âm 1,29%, và S&P 500 thì đang mất 45,15 điểm, tương đương với 1,67%. Thì với những tín hiệu này thì xin cam đoan nếu như chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ ngày hôm nay đóng cửa giảm ở mức từ 500 đến khoảng tầm 600 điểm, hoặc thậm chí là 300 đến 100 điểm, thì thị trường chứng khoán Việt Nam thứ hai lại chìm trong biển máu. Và như thế chúng ta đang hy vọng một cách gọi là vô vọng về thị trường của chứng khoán Việt Nam. Và để đi sâu hơn về thị trường của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta có thể xem lại hiện tại, thì đấy, ngày hôm nay thị trường của chúng ta đã về lại mốc 900. Đây là mốc hỗ trợ và mốc cố thủ gần như cuối cùng, mốc tâm lý cuối cùng của thị trường. Tổng khối lượng khớp lệnh 157 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị 3.200 tỷ đồng, thì Hùng Lê đánh giá đây là một khối lượng khá là yếu ớt. Và đặc biệt ngày hôm nay thì trong nhóm ngành dầu khí thì cổ phiếu PVD đã nằm sàn. Việc PVD nằm sàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều các cái yếu tố khác. Còn GAT, PLX thì xanh nhẹ, còn cổ phiếu GAT thì được kéo về tham chiếu. Thì tiếp theo đây thì chúng ta sẽ, trước khi mà đi nhận định về xu thế chung của thị trường trong tuần tới, thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ điểm qua một vài các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ để chúng ta xem là các cổ phiếu đấy bây giờ đang như thế nào. Hiện tại chúng ta sẽ kiểm tra về VIX. Thì đối với VIX, quan điểm của Hùng Lê là chúng ta sẽ xem trên nến tuần. Đối với VIX thì VIX đang có những tuần điêu giá ở cái vùng giá 100. Và Hùng Lê đánh giá rằng là VIX hiện tại thì VIX đang làm cái nhiệm vụ chính trị, làm cái nhiệm vụ giữ nhịp cho thị trường, và quan điểm của Hùng Lê là VIX sẽ phải về đến vùng nền 80. Có thể tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì không biết, nhưng mà quan điểm hiện tại là VIX cần phải về cái vùng nền này. Và khi VIX về đến vùng nền này thì đang phải giảm khoảng tầm 20 điểm. 20 điểm thì các anh chị cứ nhân lên với cái tỷ trọng của VIX, thì VIX sẽ cướp đi của VN Index nó là bao nhiêu điểm, thì các anh chị sẽ tự tính toán nhé. Hùng Lê sẽ không tính toán. Vinhome, rõ ràng là chúng ta thấy rằng Vinhome đang trong quá trình dò đáy. Và đối với Vinhome thì hiện tại nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng. Và với một cái tỷ trọng lớn của Vinhome như thế này thì đây là một cái cây nến tuần của Vinhome. Chúng ta thấy rằng một cái tuần giảm giá khá là sốc khi Vinhome đã từ vùng giá 75 mà đóng về vùng giá kết tuần ở vùng giá 65, tức là mất 10.000 trên một cổ phiếu. Và với những tín hiệu hiện tại của Vinhome thì Vinhome sẽ chưa thể dừng lại được ở đà giảm giá. Và việc Vinhome sẽ tiếp tục giảm giá trong tuần tới, Hùng Lê cứ cho là 10 điểm đi, thì Vinhome sẽ lấy đi bao nhiêu điểm của VN Index, các anh chị tự tính toán. VRE, đối với VRE thì trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê cũng đã cùng với một số các anh chị cũng đã bắt tại VRE ở lại vùng giá 37, 36.5 và vùng giá 38, thì đến hiện tại kết tuần thì VRE đang đóng cửa ở vùng giá 35. Vùng giá 35 là một cái vùng hỗ trợ của VRE trong từ lúc lên sàn, thì vùng giá 35 là một cái vùng hỗ trợ cũng tương đối là cứng. Thì đối với VRE thì chúng ta bắt đáy với một cái tỷ trọng vừa phải, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VRE ở trong tuần tới. Hùng Lê đánh giá là VRE sẽ khả năng là sẽ có một vài cái nhịp hồi, và VRE sẽ tích lũy, kỳ vọng là VRE sẽ tích lũy ở lại vùng 35 đến vùng 36. Vùng 35 đến vùng 36 thì đối với VRE thì chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ để chúng ta
xem xét xu thế chung của thị trường năm tuần tới, và nếu như mà thị trường không có hồi phục và thị trường có những biến cố xấu và chúng ta bị lỗ, thì đối với VRE thì đang có một cái mức lỗ nhẹ, thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ phải tất toán để đảm bảo an toàn tài khoản của chúng ta. Chúng ta cùng đi nhóm ngành cổ phiếu dầu khí. Đối với GAT, đối với GAT thì Hùng Lê đánh giá rằng trong đã phân tích GAT ở rất nhiều các yếu tố và rất nhiều các cái bản tin trước, thì hiện tại xu thế chung đối với GAT là Hùng đánh giá rằng GAT đang tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ngắn hạn, và xu thế chủ đạo của GAT vẫn là xu thế giảm giá. Những cái đợt kéo xả của GAT để đưa về giá tham chiếu, đấy là những cái đợt kéo xả để giúp ổn định chỉ số của thị trường. Và với những xu thế chung của thị trường hiện tại thì momentum của GAT đang đi xuống rất mạnh, và điều đó chứng tỏ rằng cổ phiếu GAT chưa thể hồi phục và chưa thể đi lên được. Thì GAT sẽ giảm, và sẽ giảm về đâu? Thì Hùng đang tính toán là GAT sẽ giảm về vùng đáy cũ trong ngắn hạn, đấy là khoảng vùng giá 80. Và khi GAT về 80 thì hiện tại là GAT đang ở khoảng tầm 100 đi. Như thế là GAT sẽ mất khoảng 20 giá, và 20 giá thì GAT sẽ lấy đi VN Index của chúng ta bao nhiêu điểm, các anh chị tự tính toán. Đối với PLX thì PLX thì trong bản tin video tuần trước thì Hùng Lê có đề cập đến PLX sẽ tích lũy lại ở vùng giá 60. Tuy nhiên là tại vùng giá 60 thì PLX đã xuyên thủng vùng giá 60, và khi PLX thủng vùng giá 60 thì đây là một tín hiệu rất là xấu. Và trong tuần thì có lúc là PLX đã chạm về gần cái vùng đáy cũ, tức là khoảng vùng giá 52 trong vùng 52. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của PLX thì Hùng Lê nghĩ là cái vùng đáy này PLX sẽ khó lòng mà giữ được. Và khi cái vùng giá, các anh chị lưu ý nhé, khi vùng giá 52.5 mà bị phá vỡ thì chắc chắn là PLX sẽ về lại vùng khá là tồi tệ, đấy là sẽ về khoảng vùng giá 45. Thì đấy là cái tín hiệu tiếp theo của PLX. Và khi PLX bị xuyên thủng vùng giá 52 thì rất rất cao là PLX sẽ về vùng giá 45. Và đối với Hùng Lê hiện tại thì kịch bản mà PLX thủng cái vùng giá 52.5 là khá là cao đối với những cái tín hiệu hiện tại của PLX. PVS, đối với PVS thì vẫn là một cái xu thế giảm giá, và trong bản tin video số 31 thì cũng đã có đánh giá rằng cái vùng tích lũy của PVS sẽ tích lũy lại vùng 19, và đến ngày hôm nay thì PVS đang đóng cửa giá 18.8, tức là thấp hơn cái giá mà Hùng Lê tính toán khoảng tầm 2 line. Nhưng với những tín hiệu hiện tại của thị trường thì PVS cũng sẽ tiếp tục chỉnh, và với tín hiệu hiện tại thì khả năng cao PVS sẽ về lại vùng nền là vùng giá 30, sẽ về lại vùng nền vùng 16. Và hoàn toàn tương tự đấy là PVD. PVD hôm nay có một phiên giảm sàn với một cái lực bán ATC cực kỳ mạnh, và PVD đã thủng cái vùng nền tích lũy, đấy là vùng 16 đến 16.5, đấy là cái vùng mà Hùng Lê đã tính toán ở trong cái kịch bản cho video số 31. Và với một cái lực bán mạnh như này thì rất có thể trong tuần tới PVD sẽ về lại vùng nền, đấy là vùng giá 12. Chúng ta cùng đi qua một số các cái trụ khác, tại vì thời gian cũng khá là muộn rồi nên là Hùng sẽ không đi nhiều các mã cổ phiếu như bản tin video tuần trước. Chúng ta sẽ đi sang mã BVH. Đối với BVH thì chúng ta thấy rằng một quá trình đi lên của BVH gần như không có vol, và những cái nhịp kéo xả ở đây thì đối với Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta không có tham gia cổ phiếu BVH ở thời điểm hiện tại, và đây là những cái phiên kéo xả để xả nốt những cái lượng hàng còn lại. Và BVH đi lên không có vol như thế này thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì khi một cái lực bán mạnh thì gần như là cổ phiếu nó sẽ giảm giá rất mạnh. Và với những tín hiệu hiện tại thì Hùng đang toan tính rằng BVH cũng sẽ tạo thành mô hình hai đỉnh ngắn hạn, và BVH sẽ về lại cái vùng nền mà nó đã tích lũy, đấy khoảng vùng nền giá 70. Và như thế thì BVH cũng đang mất khoảng tầm 20 giá, khi mà Hùng tính toán đến cái kịch bản như này thì sẽ mất khoảng 20 giá. Và như thế thì cũng lấy đi của VN bao nhiêu điểm thì các anh chị cũng sẽ tự tính toán cái việc đấy. Vinamilk thì hiện tại Hùng thấy là đang có những tín hiệu khá là xấu, và không muốn nói là cực kỳ xấu, khi Vinamilk đã chạm về vùng nền hỗ trợ vùng nền 120.
Và tại vùng đền hỗ trợ 120 này thì các anh chị chúng ta sẽ lưu ý là nó sẽ có hai cái phương án để cho Vinamilk thể hiện ở trong tuần tới. Một là Vinamilk sẽ buộc phải tích lũy lại thành công ở vùng đền 120. Còn nếu Vinamilk không tích lũy được thành công ở vùng đền 120 thì Vinamilk sẽ đi về nơi xa lắm. Vinamilk sẽ đi về nơi xa lắm, chắc chắn là như thế, và sẽ lấy đi rất rất nhiều các điểm số của thị trường. Thì nếu như vùng đấy mà Vinamilk không trụ được thì Vinamilk sẽ chạm về vùng 100. Vinamilk sẽ chạm về vùng 100. Và khi Vinamilk chạm về vùng 100 thì rõ ràng Vinamilk cũng sẽ mất được, sẽ bị mất khoảng 20 điểm, và những cái tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì rất là xấu, một cái tuần giảm điểm rất là mạnh. Đã có 1 2 3 4 5 tuần giảm điểm đối với Vinamilk. SAB. Đối với SAB thì hiện tại SAB đang giữ nhịp cho thị trường khá là tốt, đang lình xình tích lũy đi ngang ở cái vùng hỗ trợ 220. Thì đối với SAB thì hiện tại Hùng cũng không có đề cập đến kịch bản của SAB. Và nếu như tốt thì SAB mà giữ nhịp được cho thị trường, tức là nhà lái sẽ phải tạo những cái phiên đột biến để giữ chỉ số VN Index, thì có thể sẽ đánh lên, hoặc là sẽ tiếp tục đi ngang. Hoặc là đối với cổ phiếu này thì nó cũng chỉ mang tính chất giữ nhịp thị trường thôi, chứ cũng chúng ta cũng không đi sâu. VDC. Đối với VDC thì các anh chị cứ xem lại những cái bản tin khi Hùng Lê đã đánh giá ở vùng nền giá 150. Vùng nền này là cái vùng tích lũy, và vùng nền này bị phá vỡ thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi xuống, và chúng ta thấy rằng một cái nhịp đi xuống của VDC cũng khá là mạnh. Và đối với hiện tại thì VDC sẽ có một cái khoảng hỗ trợ trong ngắn hạn của VDC, đấy là ở khoảng vùng giá, đây Hùng Lê đánh giá là sẽ khoảng ở vùng giá 118, 115 đến khoảng tầm 118 thì 115. VDC sẽ được hỗ trợ ở vùng này, và khi chạm về vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VDC khi vận động ở quanh vùng giá 115 đến 118. Và nếu như vùng nền này bị hỗ trợ thì VDC cũng sẽ về lại với nơi tình yêu bắt đầu, và như thế thì cũng sẽ rất là thảm khốc nếu VDC tiếp tục rơi. Mansan hoàn toàn tương tự như Mansan. Thì đối với cổ phiếu Mansan thì trong kịch bản của video số 31 thì Hùng Lê có đề cập đến là Mansan sẽ về lại ở vùng 75 và tích lũy ở vùng 75. Thì đối với Mansan thì phiên ngày hôm nay đang đóng cửa ở vùng giá 76.5, tức là trên vùng 75. Thì đối với Mansan thì đang tích cực hơn cả, tức là Hùng Lê đánh giá sang tuần tới thì Mansan sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng nền này. Và nếu như vùng này mà Mansan không tích lũy thành công để tiếp tục đi lên, thì một kịch bản cũng khá là tồi tệ của Mansan. Bởi vì khi vùng này mà không tích lũy được thì Mansan sẽ tiếp tục rơi. Và rơi thì sẽ rơi về một cái nhịp cũng tương đối là đau thương đối với cổ phiếu này. Và chúng ta thấy rằng là lực bán hiện tại đang rất là lớn, lực bán hiện tại của Mansan nó rất là mạnh. Liên tục bán từ ngày 12 tháng 10, thậm chí là đến ngày hôm nay là tuần từ mùng 5 tháng 10 là Mansan đã bắt đầu có những cái nhịp bán ra, tức là lượng hàng thoát ra rất là lớn rồi. ACB, đối với ACB thì Hùng Lê đã phân tích ACB, một cổ phiếu khá là tốt. Tuy nhiên, như lúc nãy Hùng Lê có đề cập đến, tức là rất có thể là trong tuần tới ACB sẽ tiếp tục đổ về vùng giá 25, và vùng 25 nếu ACB không tích lũy lại được thì ACB sẽ về vùng giá 20. Đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải nhìn nhận vào sự thật, chứ chúng ta đừng có đánh lừa bản thân, đừng có kỳ vọng, đừng có hy vọng. Với lúc này thì những tín hiệu hiện tại của cổ phiếu, những tín hiệu hiện tại của thị trường thì chúng ta không thể là không thể là hy vọng một cách gọi là gọi là hy vọng trong vô vọng, tức là cứ kỳ vọng. Hùng Lê đánh giá là như thế. Nếu vùng giá 26, 25 mà không tích lũy được, nhưng đối với ACB thì Hùng Lê vẫn quyết định cầm. Và đây Hùng Lê có một cái tựa đề video của ngày hôm nay là hết quý 1 2019, ACB không về vùng giá 4x thì chúng ta có nên về quê chăn bò không? Thì Hùng nghĩ là nên về quê chăn bò, bởi vì là chúng ta không còn một cái thước đo nào để chúng ta định giá được giá trị cổ phiếu. Và như thế thì rõ ràng là chúng ta không có công cụ, chúng ta không có một cái cách nào để chúng ta lý giải được. Thì Hùng Lê nghĩ là chúng ta cũng cần phải có một quãng thời gian nghỉ ngơi để chúng ta suy nghĩ lại, để chúng ta định lượng lại là nếu mà với thị trường như thế thì chúng ta cần phải làm gì, đúng không ạ? Thêm một số cổ phiếu ngân hàng nữa nhé. Thì Hùng Lê sẽ nói đến Vietcombank.
Đối với Vietcombank thì Hùng Lê đã phân tích rất là nhiều khi mà Vietcombank đã không chỉ trật và Vietcombank đã không vượt được cái vùng kháng cự vùng 64, cái lình trình vùng 64, 64.5. Thì Hùng Lê đánh giá rằng khi mà một cổ phiếu mà chúng ta không không thể vượt vượt thoát được thì như thế thì có nghĩa là cái sau đó thì nó sẽ bị rơi rất là mạnh. Nó rơi rất mạnh và đúng như thế thì ngày hôm nay thì Vietcombank cũng trong tuần vừa qua thì Vietcombank đã rơi mạnh một cái cây nến đỏ dài. Và với một cái tín hiệu hiện tại như này thì Vietcombank rất cao là sang tuần tới Vietcombank cũng sẽ không đủ lực để bật lại thị trường. Và Vietcombank thì đang có một cái chạm vào một cái kênh xu thế, đang chạm vào một cái kênh xu thế, nhưng Hùng Lê đánh giá là với xu thế hiện tại của thị trường của chúng ta rất là yếu thì chúng ta khó khó để làm một cái điều gì đấy, một cái điều kỳ diệu gì đấy. Trừ khi là sang tuần tới chính phủ có những cái động thái rằng là bơm tiền vào hay là bằng một cái gì đấy, còn nếu mà để cho thị trường của chúng ta đang tự vận động như thế này thì nó sẽ rất là khó và gần như sẽ không còn cửa để những cái mã cổ phiếu này có thể bật lên, và xu thế vẫn là một xu thế giảm giá. BID. Đối với BID thì Hùng đánh giá rằng BID đã tích cực hơn cả trong bản tin video số 31. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại trong tuần này thì BID đã chuyển sang một pha xu thế cực kỳ xấu. Và với tín hiệu hiện tại thì báo cáo với quý anh chị nhà đầu tư là BID khả năng cao lại về với lại nơi tình yêu bắt đầu. Tức là lại về lại vùng nền 22 đến vùng nền đây, sẽ khả năng cao sẽ về lại nơi tình yêu bắt đầu và sẽ test lại. Trước hết thì Hùng nghĩ là sẽ về khoảng 25 đi. 25 thì nó hợp lý hơn. Đấy, thì nếu thị trường của mạnh, thị trường của chúng ta mạnh thì chắc là sẽ về vùng 25 tích lũy lại, và ở cái vùng nền này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát BID. Công thương. CTG thì trong cái bản tin video tuần trước thì Hùng Lê cũng có đề cập đến cái vùng giá 24. Tức là vùng nền đấy thì vùng sẽ tích lũy lại để vượt thoát lên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng ở vùng 24 thì CTG trong tuần vừa qua đã không thể tích lũy lại được và đã thủng lại về cũng gần với nơi tình yêu bắt đầu, nó chỉ còn khoảng tầm độ 2 giá nữa thôi. 2-3 giá nữa, khoảng tầm đấy. À 4 giá nữa thì công thương cũng sẽ về với lại nơi tình yêu bắt đầu. Và rõ ràng là với một cái tín hiệu hiện tại và xấu như thế này thì Hùng đánh giá rằng công thương sẽ về lại vùng nền 18 đến vùng nền 18.5. Vùng nền 18 đến vùng nền 18.5. Tất nhiên là trong một cái xu thế dài, còn Hùng đang xem ở đây, các anh chị lưu ý là Hùng đang xem ở đây là Hùng đang xem trên biểu đồ nến tuần. Bởi vì rõ ràng là đến bây giờ thì chúng ta sẽ không xem ở trên biểu đồ nến ngày, xem nến tuần để chúng ta sẽ nhìn rõ tổng quan hơn, để các anh chị cũng thấy được rằng là có một cái góc nhìn nó dễ hơn. Bởi vì anh chị nhìn ở trên nến ngày thì các anh chị sẽ bị rối. Chúng ta cùng đi ba mã chứng khoán đầu ngành SSI. Đấy, với SSI thì ngày hôm nay SSI cũng đã chạm, trong tuần vừa rồi thì SSI cũng đã chạm về vùng khoảng thấp nhất ở vùng giá 26.6 và sau đó thì SSI bật lên. Tuy nhiên nếu xét ở trên một cái góc độ xu thế thì SSI đã có 3 tuần giảm giá và trong tuần này thì cái lượng bán đã lên, đã mạnh hơn so với tuần trước. Và việc SSI có trụ được cái vùng giá 26.5 này hay không? 27 đến 26.5 này không thì chúng ta sẽ cùng chờ ở trong tuần tới, nhưng khả năng cao thì Hùng đánh giá rằng cái kịch bản mà SSI trụ được ở vùng này nó cũng khá là mong manh khi mà thị trường chung của chúng ta đang có những cái tín hiệu tương đối là xấu. HCM, đối với HCM thì cũng hoàn toàn tương tự như SSI. Trong tuần thì đã có lúc chạm vào vùng khoảng 50.5 và sau đó thì hồi lên. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại này thì Hùng đánh giá rằng những tín hiệu hiện tại tiếp theo thì HCM cũng sẽ có vẫn là một cái xu thế giảm giá chủ đạo ở trong tuần tới. Và giảm về đâu thì chúng ta sẽ trước mắt thì nếu mà thị trường mà xấu thì sẽ về lại với vùng nền thôi, sẽ về lại vùng nền 40. Chúng ta cùng xem VND. Đối với VND đấy, VND thì các anh chị cũng có thể thấy rằng VND yếu hơn so với lại hai cổ phiếu đầu ngành của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là VND cũng đã có một cái mức giảm và cái vùng chắc chắn rằng với những cái tín hiệu hiện tại thì về vùng 14.5. 14.5 thì đấy là cái vùng trước mắt của VND sẽ hướng về đấy, và chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ hướng hướng thị trường và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của VND.
Cơ bản như thế, còn một số các cái mã cổ phiếu khác, ví dụ PNG, à Hùng sẽ nói lên thêm một cổ phiếu PNG, bởi vì trong trong tuần vừa rồi và các cái cổ phiếu khác thì các anh chị nếu ai cần phân tích ở những mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở dưới. Hùng sẽ có một vài cái thông tin để cho các anh chị. PNG thì trong tuần vừa qua một số bạn có hỏi Hùng là PNG nên thế nào, thì Hùng có chat riêng với bạn ấy, không không nhớ ở trên, bởi vì cũng cũng rất nhiều các bạn hỏi riêng nên Hùng chat đến bây giờ Hùng không nhớ, nhưng mà chắc chắn là bạn ấy xem video thì bạn ấy sẽ biết. Khi PNG thì bạn ấy hỏi là đang phải xử lý như nào, thì Hùng Lê có khuyến nghị là nếu mà thủng vùng 100 thì sẽ bán 50%, và nếu tiếp tục mà có những tín hiệu xấu thì chúng ta sẽ tiếp tục ra hàng, bởi vì Hùng thấy những cái tín hiệu như hiện tại nó khá là xấu. Thì rõ ràng là trong tuần vừa qua đấy thì PNG đã có một cái mức giảm tương đối là mạnh từ vùng 100 về vùng 92, và với những tín hiệu hiện tại của PNG thì chúng ta thấy rằng là sang tuần tới PNG sẽ tiếp tục giảm giá. Sẽ tiếp tục giảm giá bởi vì Hùng thấy lực bán ở thời điểm hiện tại, của cổ phiếu PNG đang khá là mạnh. Nó và cùng với xu thế chung của thị trường nó yếu thì khả năng là PNG sẽ tiếp tục rơi. HPG thì rõ ràng là chỉ chật rất nhiều thời gian để HPG có thể bẻ gãy được cái vùng giá 40. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì HPG đã thủng cái vùng 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 giá 40 với lực bán tương đối là mạnh. Lực bán tương đối là mạnh thì đây cũng là một tín hiệu xấu đối với cổ phiếu HPG. HSG đi. Hoa Sen. Thì đối với Hoa Sen thì trong những cái bản tin phân tích trước đây thì Hùng Lê có đề cập đến cổ phiếu này. Bởi vì Hùng Lê thấy rằng là cái lực đánh của Hoa Sen nó khá là mạnh, và tuy nhiên khi mà Hoa Sen chạm về cái vùng kháng cự ở cái vùng nền khoảng 12.5 đến vùng 13 thì Hoa Sen đã một lần nữa thất bại, và Hoa Sen lại tiếp tục đi xuống và tích lũy lại ở vùng nền giá 10. Thì đối với cổ phiếu này thì nếu những anh chị nào đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Hoa Sen ở trong trong tuần tới, khả năng là sẽ có một cái nhịp hồi. Bởi vì cái vùng nền giá 10 này thì trong ngắn hạn thì Hoa Sen đã có 3 lần test ở cái vùng giá 10 này. Thì Hùng vẫn kỳ vọng là ở cái nền giá 10 này thì Hoa Sen sẽ không thủng. Tuy nhiên nếu ở vùng giá 10 mà Hoa Sen bị thủng vùng giá 10 thì khả năng cao là Hoa Sen sẽ về vùng giá 7. Như thế thì cũng sẽ mất thêm 3 giá nữa, tức là cũng sẽ mất khoảng tầm độ 33%. Đấy thì chúng ta sẽ phải chủ động, nếu như mà những tín hiệu mà không hồi hoặc có những tín hiệu xấu thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải hành động, chúng ta không thể thi gan với cổ phiếu được, và chúng ta không thể cứ để nhìn và cứ cứ ngồi nhìn rằng là kỳ vọng sẽ lên. Chúng ta kỳ vọng chúng ta phải có cơ sở, chứ không thể chúng ta kỳ vọng một cách vu vơ. Và hiện tại thì cái tín hiệu momentum của Hoa Sen cũng đang khá là xấu, và gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta thì đang khá là xấu. Có một mã này Hùng thấy đang đang khá là đẹp này, các anh chị có thể xem lại. Hút hút thì sẽ là nền tích lũy ở vùng nền 5 đến vùng nền 5.5. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta có thể giải ngân dần ở dạng mua gom, chúng ta sẽ mua gom dần đến lúc thị trường ổn định trở lại. Hoặc là cổ phiếu dược Việt Nam cũng mặc dù thị trường giảm rất là mạnh nhưng cổ phiếu này cũng cũng khá là khỏe. Hùng Lê đánh giá là cổ phiếu này khá là khỏe, khi mà thị trường giảm rất mạnh mà cổ phiếu này vẫn có một cái nền tích lũy đi ngang, và thậm chí là trong phiên có những lúc nó còn xanh điểm, đấy, xanh lên rất là mạnh. Thì cơ bản là chúng ta vừa mới điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là hầu hết nếu 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 xem ở trên đồ thị thì hầu hết các mã cổ phiếu của chúng ta đều đang rất là xấu, đúng không ạ? Trên một cái nền phân tích kỹ thuật thì đang hết sức là xấu, mặc dù là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cực kỳ tốt, rất ok, nhưng mà rõ ràng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại thì chúng ta cũng không thể đánh giá được nữa rồi, và thị trường của chúng ta thì đang có những phiên lao dốc, đang có những tuần giảm điểm rất là mạnh. Thì bản thân là trong tuần vừa rồi thì khi Hùng Lê ra bản tin video số 31 thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là vẫn giữ tỷ trọng là 50-50, và chúng ta tiếp tục quan sát, bởi vì khi đó Hùng Lê kỳ vọng rằng thị trường của chúng ta sẽ chạm vào kênh 930 và nó sẽ bật lên, tích lũy bật lên ở vùng 930.
Tuy nhiên là thị trường của chúng ta đã bị sai, không đúng theo kịch bản, thì như Hùng Lê đã phân tích là không quan trọng là nó đúng hay nó sai, mà hành động của chúng ta khi đúng thì chúng ta sẽ làm gì và khi sai thì chúng ta làm gì. Rõ ràng là khi cái kịch bản của chúng ta đề ra bị sai thì ngay lập tức tối ngày thứ tư, lúc đấy là khoảng 10 giờ đây, trên dòng thời gian của Facebook thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta là phải ngay lập tức hành động. Bởi vì Hùng Lê có up cái ảnh toàn cảnh của biểu đồ VN Index, thì tí nữa Hùng Lê sẽ nói chi tiết hơn. Toàn cảnh VN Index thì Hùng Lê đang thấy những cái dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm của thị trường, và bắt buộc khi mà có những cái dấu hiệu nguy hiểm của thị trường thì chúng ta phải hành động. Và chúng ta thấy rằng những cái gì mà nó không đúng với toan tính, không đúng với định lượng của chúng ta, không đúng với kịch bản của chúng ta đã đề ra, thì bắt buộc chúng ta phải hành động, và ngay lập tức hành động, chứ chúng ta không thể chần chừ. Và chúng ta chần chừ thêm ngày nào thì chúng ta sẽ thất bại, và chúng ta sẽ đau thương thêm ngày đó. Và đây là biểu đồ của VN Index của chúng ta từ từ năm 2016, từ năm 2016. Thì rõ ràng là biểu đồ chứng khoán, thị trường chứng khoán của chúng ta đã có 3 năm tăng trưởng rất là mạnh mẽ, vượt một cách thành công và ngoạn mục từ khoảng vùng 550 lên đến vùng khoảng 1.200 điểm. Như thế là thị trường của chúng ta đã tăng gần 100%, đúng không ạ? Rất tốt trong 3 năm vừa rồi. Và trong 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 quý 1 tháng 4, từ tháng 4 năm 2018 thì thị trường chứng khoán của chúng ta tiếp tục đi vào đà suy giảm. Nhịp giảm thứ nhất đã đánh gần như là đánh đánh mất hoàn toàn lợi nhuận của quý anh chị trong cái nhịp từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. Và sau đó có một cái nhịp hồi từ từ giữa đây từ giữa tháng 5 đến hồi đến bây giờ, và từ tháng 10 đổ đi, tức là từ ngày 1 tháng 10 thì lại cướp đi toàn bộ thành quả đầu tư của chúng ta. Rõ ràng là như thế, chắc chắn là như thế. Hùng Lê cam đoan là tất cả nhiều nhà đầu tư bây giờ vẫn đang coi như cố thủ và vẫn đang thi gan thi lì với thị trường, thì Hùng Lê thấy đấy là một điều hết sức là nguy hiểm. Và nhìn trên tổng quan của đồ thị VN Index thì Hùng Lê đánh giá rằng 90% là đây là một cái nhịp sóng xe giảm, tức là đây là nhịp sóng A, sóng giảm 1, sóng hồi 2 và sóng giảm 3. Thì 90% là thị trường đang đi vào một sóng giảm 3, và rõ ràng một điều là mốc 900 thì Hùng Lê cam đoan với các anh chị là mốc 900 thì đến tại thời điểm này là khoảng tầm 90%, là đến thậm chí là 95% là sẽ không thể giữ được rồi. Bởi vì xu thế thị trường và chúng ta đã tính toán được hết những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang trên đà suy giảm thì 90% là thị trường của chúng ta sẽ không 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 trụ được ở mốc 900. Và khi thủng cái mốc tâm lý 900 thì đấy là một điều hết sức là nguy hiểm, và khi đó thì thị trường của chúng ta sẽ về ở vùng 800 đến vùng 820. Hùng Lê đánh giá là thị trường của chúng ta sẽ về ở khoảng vùng hỗ trợ 820. Sẽ về ở vùng hỗ trợ 820, và như thế là chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta sẽ đang còn phải mất khoảng đâu đó 80 điểm nữa. 80 điểm nữa thì các anh chị cứ tưởng tượng 80 điểm của thị trường thì sẽ đưa những cái tài khoản của quý anh chị về đâu và đi đâu. Thì đấy là một cái câu hỏi mà các anh chị Hùng Lê đặt ra và các anh chị tự trả lời trên cái danh mục của tài khoản của chúng ta. Và trên biểu đồ tổng quan của chỉ số HNX Index thì chúng ta cũng thấy rằng HNX Index đang chạm vào một kênh hỗ trợ, đấy là chạm về vùng hỗ trợ vùng 100 điểm. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như VN Index, thì khả năng Hùng đánh giá là chỉ số HNX Index của chúng ta sẽ chạm về vùng sẽ chạm về vùng 90 đến khoảng vùng 90. HNX sẽ về vùng 90, đấy là vùng hỗ trợ. Bởi vì những cái tín hiệu hiện tại của thị trường thì Hùng không đánh giá cao là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục tăng giá, và với những tín hiệu hiện tại thì đánh giá rằng là cái kênh xu thế này của HNX thì cũng khó lòng mà giữ được. Bởi vì là các cái ngành ngân hàng, các cái dòng ngân hàng và các cổ phiếu trụ của sàn HNX Index, đặc biệt là tuần tới thì PVS, khi PVD giảm sàn thì PVS sẽ kéo theo PVS khá là xấu. Và khi PVS là một trong những cái cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt và lan tỏa dòng tiền ở trên sàn HNX Index thì sẽ dẫn đến cái việc là cổ phiếu của chúng ta sẽ giảm giá, sẽ giảm rất là mạnh.
Thì đó là chỉ số HNX Index, và Hùng thấy rằng là hiện tại thì momentum của HNX cũng đang có một cái xu thế đi xuống rất là mạnh đây, các chị có thể thấy. Và tín hiệu đường MACD thì cũng đang rất là xấu. Nhìn trên tổng quan của chỉ số RSI cũng đang đi xuống, MAC đang rất là xấu. Và chúng ta có thể thấy rằng cái sự phân kỳ của đường ADX đang khá là mạnh, thì dẫn đến là xu thế thị trường của chúng ta cũng đang rất là yếu. Và hoàn toàn tương tự như thế thì đối với VN Index của chúng ta, thì đường MAC đây, các anh chị thấy rằng là đường MAC đã chuyển đường xanh đã nằm ở trên đường đỏ rồi, đấy một tín hiệu xấu. RSI đi xuống, và cái sự phân kỳ mạnh của tín hiệu đường ADX thì cho thấy rằng tín hiệu thị trường của chúng ta rất là xấu. Và cùng với đó là những cái yếu tố bất ổn về thị trường chứng khoán thế giới. Hiện tại thì Dow Jones đang mất 276 điểm à đấy. Và chỉ số Nasdaq 100 đang mất 134 điểm, gần 2%. Đấy thì những cái tác động, những yếu tố thị trường ở bên ngoài thì cũng đang hết sức là phức tạp. Thì kết lại trong bản tin video ngày hôm nay thì Hùng Lê đã có một vài cái ý như sau. Ý thứ nhất đấy là cái thông điệp mà Hùng Lê đưa ra cho các anh chị thì Hùng Lê đã đưa ra rồi ở trong rất sớm. Chúng ta có 2 ngày cuối tuần để chúng ta hành động, đấy là ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Còn các anh chị có hành động hay không thì điều đấy thì sẽ phụ thuộc vào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Ý thứ hai Hùng Lê đề cập ở đây là thị trường của chúng ta sang tuần tới diễn biến hết sức là khó lường. Và rõ ràng một điều là xu thế chủ đạo của thị trường là vẫn là một xu thế giảm giá. Vì vậy các anh chị của chúng ta nếu có hoạt động mua bán, thì đặc biệt là mua thì phải hết sức là thận trọng. Một cái ý thứ ba mà Hùng Lê muốn đề cập đấy là quan điểm đầu tư của Hùng Lê. Thì Hùng Lê đã nói rồi, chúng ta không quan trọng là chúng ta đúng hay chúng ta sai, mà cái hành động của chúng ta khi chúng ta đúng và khi chúng ta sai thì đấy mới là yếu tố tiên quyết để giúp cho chúng ta đầu tư thành công ở trên thị trường chứng khoán. Hùng Lê cũng đi qua rất nhiều diễn đàn, khi thị trường lên thì ông thần bà thánh hô nào là theo phân tích của tôi thế này thế kia thì cổ phiếu này đã đi lên được bao nhiêu phần trăm thế này thế kia, rồi hô thần hô thánh đúng không ạ. Và cũng có nhiều fanpage khi các rất nhiều video, những video phân tích đúng thì để lại, có các anh chị cứ nhìn thấy đi, thậm chí là bây giờ lượng người đăng ký kênh cực kỳ nhiều. Khi những video sai thì lại gỡ xuống, thì làm những cái việc đấy để làm gì? Hùng Lê thấy rằng sai. Chúng ta là con người, chúng ta có đúng, chúng ta có sai. Sai thì chúng ta phải làm gì? Sai chúng ta phải sửa. Sai để rồi làm gì? Để lần sau chúng ta vấp ngã, chúng ta nhìn thấy cái sai đấy, chúng ta không 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 vấp vấp ngã lại. Tại sao chúng ta phải giấu cái sai? Trên thị trường chứng khoán, nếu các anh chị chỉ sống ở trong niềm vui chiến thắng thì sớm muộn gì các anh chị cũng sẽ bị vùi dập, sớm muộn gì các anh chị cũng sẽ bị cháy tài khoản, sớm muộn gì các anh chị cũng sẽ phải từ bỏ con đường này. Và nếu những ai luôn luôn nhìn thấy những cái sai và phải đưa những cái sai đấy lên, phải đưa những cái mình phân tích sai, phải đưa những cái mình làm sai lên để ngày ngày đưa ra mà ngâm cứu, ngày ngày đưa ra mà nghiền ngẫm, ngày ngày đưa ra để nó nhớ vào trong bộ não, thì các anh chị sẽ thành công. Đấy. Nên là một cái ý thứ ba Hùng Lê muốn đề cập đến như thế. Một cái ý thứ tư mà Hùng Lê muốn đề cập đến là các anh chị đừng thi gan với thị trường. Thi gan với thị trường thì các anh chị chỉ là những người thất bại, chỉ là những người chuốc lấy đau thương. Và khi mà tài khoản của chúng ta bị lỗ từ 30% trở đi thì thứ nhất là sức khỏe của các anh chị bị ảnh hưởng, bởi vì các anh chị suốt ngày nghĩ là đi lo rồi mất tiền, rồi về nhà thì cáu gắt với gia đình, cáu gắt với vợ con đúng không? Ra đường bạn bè thì cáu gắt với bạn bè rồi không vui vẻ, đến công ty thì không không cáu gắt với đồng nghiệp, thậm chí sếp thì cáu gắt với nhân viên, vân vân và vân vân. Tức là nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta. Vậy thì khi đầu tư thì chúng ta phải 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 có một cái kỷ luật nhất định, và chúng ta phải biết hành động, lỗ thì chúng ta phải bán, còn tiền thì
còn cơ hội, còn con người thì chúng ta còn có thể làm lại được, còn tiền thì chúng ta phải 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 còn tiền thì chúng ta vẫn vẫn còn những cái cơ hội, vẫn còn cái trận đánh mới để chúng ta làm lại tất cả đấy, đúng không ạ? Chúng ta vẫn vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước, thị trường chứng khoán của chúng ta cực kỳ tốt và chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội. Và ý ngày thứ tư thì ý thứ năm thì Hùng Lê trong cái bản kết video này thì Hùng Lê muốn đây là ngày nghỉ cuối tuần thì Hùng Lê muốn là nếu như các anh chị chưa xử lý thì Hùng Lê khuyên các anh chị ngày thứ bảy và ngày chủ nhật các anh chị nên lên đồi, lên núi, lên đâu đó, lên lên một cái chỗ nào đấy thật là tĩnh tâm, các anh chị câu cá, các anh chị thư giãn, các anh chị suy nghĩ về cái quãng đường thời gian của chúng ta đầu tư trong thời gian vừa qua, để rồi ngày thứ hai, để rồi tuần tới chúng ta có những cái quyết định sáng suốt nhất để chúng ta bảo toàn được cái tài khoản, để chúng ta đảm bảo được cái tài khoản của chúng ta ở một cái vị thế an toàn, ở một vị thế an toàn. Và ngày hôm nay thì 2 ngày nghỉ cuối tuần thì Hùng Lê đi về quê và Hùng Lê cũng phải mang theo rất nhiều thiết bị, máy tính rồi các thiết bị thu âm, nói chung cũng khá là cồng kềnh, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau ở một cái buổi tối ngày thứ sáu thì Hùng Lê không muốn bị gián đoạn cái việc đấy. Và Hùng Lê về quê để Hùng Lê câu cá và đây bạn Thu Huyền bạn ấy ở quê Phú Thọ nên Hùng có rủ bạn ấy về quê câu cá cùng, nhưng bạn bảo là bạn ấy không thích, bạn ấy bảo là bố em câu sẵn rồi chỉ cần ăn, thế chết thật. Thôi đấy là câu chuyện vui ngày nghỉ cuối tuần, kính chúc toàn thể quý anh chị nhà đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta là tham gia cùng với team của Hùng Lê cũng như đồng hành với Hùng Lê trong suốt chặng đường vừa qua, dành cho Hùng Lê những tình cảm, dành cho Hùng Lê những cái sự quan tâm và chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm để cùng giúp cho cộng đồng nhà đầu tư ngày một lớn mạnh hơn. Và cảm ơn các anh chị đã ngoài là tham gia chung với Hùng Lê ở trên trên 2 cái fanpage thì các anh chị cũng đã về về đầu tư cùng với Hùng Lê, về là tài khoản của là khách hàng của Hùng Lê để cùng đồng hành với Hùng Lê cùng với các cộng sự trong team một cách sát sao hơn, một cách thành công hơn, một cách gọi là theo một cái hướng nó chuyên nghiệp và theo một cái hướng nó là tuân thủ những cái quy luật của chúng ta hơn để chúng ta có thể thành công ở trong đầu tư. Và 2 ngày nghỉ cuối tuần mặc dù thị trường của chúng ta hết sức là đau thương ở trong tuần vừa rồi, nhưng mà Hùng Lê khuyên các anh chị chúng ta hãy quên đi, chúng ta hãy dành những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình, bên người thân, và tốt nhất là các anh chị nên đi lên rừng hoặc là xuống núi hoặc là đi đến những cái vùng quê mà có cái cảnh nó yên bình, chúng ta có thể câu cá hoặc là chúng ta làm những cái hoạt động để chúng ta thoải mái tinh thần, để chúng ta phục hồi lại sức khỏe và để chúng ta sang tuần mới sẽ có những cái hành động sáng suốt hơn và hiệu quả hơn. Thì đấy là những cái ý mà Hùng Lê muốn nhắn gửi đến cộng đồng nhà đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các bản điểm tin tiếp theo.